Bây giờ anh hướng dẫn em nhé. Về những con e xem này là anh em người ta mang đến cho mình để sửa chữa. Thì những con này nó bị hư hỏng thì mình có cái ưu thế là nhà mình có cái máy là kiểm tra test e xem đây. Và em cũng mua một cái nhà sẵn rồi. Sau này về nhà làm thì ngoài cái việc mà sửa chữa xe ra thì những con e xem nó hư hỏng rồi thì em phải sửa chữa. Nếu nào không sửa chữa được thì thôi. Thì chúng ta làm này. Đây, em vào phần này. Em tắt máy đầu nhá. Bật máy on đây này. Đó. Em vào phần mục đầu tiên là giả lập cảm biến này, mục thứ hai này kiểm tra cảm biến, mục thứ ba là kiểm tra IC và ECM. Em chọn vì chúng ta đang làm ECM mà. Chọn mục 3, 1, 2, 3, ấn Enter này. Đó. Thì trên đây có ECM FI, IC nửa cuộn và IC nửa bình. Thì chúng ta dùng FI mà. Thì nó chọn Enter FI. Thì ở đây có Honda, Iyasuki, SOM và Rack 3. Thì chúng ta đang nằm ở cái phần này là của Honda thì chúng ta chọn Honda, Enter. Có 2 giây và 6 giây của CKP. Thì em chọn vì con này là CKP 2 giây mà. Đó, em chọn Enter 2 giây. Sau đó chúng ta bật nút Power ở dưới này. Nút này là nút mở nguồn để cấp nguồn cho ECM. Và con ECM sẽ cấp tất cả các tín hiệu đầu ra đầu vào. Đó. Nhận tín hiệu và gửi về cho cái bộ máy này. Cái máy giống như cái xe ấy, anh nhìn rõ này. Thì ở trên đây đèn min có này, bơm xăng có này, chi phun có này. Nhưng mà cái đèn FI của chúng ta là không sáng. Thì con này chúng ta vẫn là chết mạch cánh lửa. Đó, chúng ta tắt đi. Kiểm tra con thứ hai. Đó. Em nhìn bên đây á, cái đèn bô bin này nó lại sáng rực không nháy. Đó. Thì con này vẫn là trong tình trạng là chết bô bin. Đó. Tắt đi tiếp. Con thứ ba. Đó. Bây giờ bật nguồn tiếp này. Đó. Cái đèn FI đây không sáng nữa. Vẫn là chết bô bin. Thì trong vấn đề này thì tại sao lại như vậy? Đây là một người á. Một người làm chết ba con ECM liền á, chứ không đâu. Ba con này ấy, thì chúng ta lưu ý. Nếu mà mua giá mới thì rất là cao. Và mua hàng tháo xe thì cũng rất là cao, cho nên nhân thợ là phải lắp đèn khách. Vì họ mang đến chúng ta là họ chỉ cần nổ máy thôi chứ không bao giờ họ chịu cá này. Họ chỉ trả tiền một con nó xe họ thôi. Còn những cái mà hỏng mà thợ làm chết thì thợ phải chịu. Thì bây giờ chúng ta sẽ là người cứu nó. Thì khi cứu nó thì em lưu ý là cái sơ đồ mạch mà để chúng ta cắt ra chúng ta mổ đấy thì em có rồi. Và chúng ta sử dụng cái máy này. Để em mổ. Để gọi xuống đây. Thì cái dụng cụ này thì không đắt đỏ hay cả. Cái dụng cụ này thì ở trên thị trường thì cũng có rất là nhiều. Em có thể em tìm kiếm ở số trên mạng em mua. Đó, nó cũng không đắt. Và tiếp theo nữa thì khi em dùng cái đá cắt này ấy, em cắt thì cái nhựa nó bắn, nó văng. Thì để đảm bảo không bị tai nạn lao động ấy, em phải dùng cái kính. Kính bảo hộ đấy nhá. Nó chỉ có 20 một cái thôi. Em đeo vào để bảo vệ cái mắt. Thì lúc đó sẽ cắt thành vùng lượng. Em khoanh vùng cắt xong xuôi tất cả rồi thì tí nữa sẽ làm một con làm mẫu. Em làm một con nào cũng được, trong ba con nào làm mẫu được. Đó. Em làm mẫu xong rồi thì là anh sẽ để cho hai con em làm. Ok. Vì em học ở đây cho anh ra còn thời gian nữa tầm nửa năm nữa là em về mở quán rồi. Thì sau phần này thì phần điện anh sẽ hướng dẫn cho em để về em làm thì phải làm. Em cắm nguồn lên kia đi. Em tạm thời rút cái đèn cắm xong rồi đấy.
Rồi. Linh kiện rất nhiều đây nhá. Đó, ở đây nhà linh kiện rất nhiều để cho anh em chúng ta gọi là làm. Bây giờ anh sẽ đeo cái kính vào đã. Và xin chào tất cả mọi người anh em đang theo dõi cái livestream của Hoài Thanh nhé. Về cái phần mà để mổ vị trí đánh lửa của trên e-xem vỏ nhựa này thì Thanh chia sẻ rất lâu rồi, ở trên Facebook cũng có để cho mọi người. Đó. Thì hôm nay Thanh sẽ làm một con và để mọi người nhìn nhận rõ thì cái vị trí đánh lửa nằm ở đây. Đó. Vị trí lửa nằm đây nhé. Làm xong rồi chúng ta test cho khách hàng xong. Trung tâm chăm sóc xe máy Cường Thanh xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên sửa chữa xe tay ga, xe số, xe phun xăng điện tử, xử lý các ban bệnh. Đây này, em nhìn ở đây anh vừa cắt mạch xong đúng không ạ? Như nào cắt mình cho anh ấy. Nha. Nhìn mạch chưa? Cắt lên đây rồi. Đó. Em cắt càng đẹp bao nhiêu thì lúc đó em đưa vào thẩm mỹ nó này đỡ mất công. Xin chào mọi người nhé, xin chào anh em Năm à. Thì có mấy con xem anh em gửi về thì hay cho bạn này bạn làm. Xin chào Thái nhá, xin chào Nguyễn Lịch ạ.
Cái này đơn giản mà anh Nguyễn Đình. Anh nhanh mà chia sẻ nhau được mà em. Hai mắt thích về đây chơi anh chia sẻ cho. Để mổ được một con ECM thì cũng hơi vất vả kỳ công đi. Chúng ta làm ngay từ lần ban đầu dùng máy cắt thì nó đẹp mạch. Sau đó chúng ta làm xong như con này đây. Cái này em vừa làm xong này xong. Thì việc gọi là bác sĩ cắt tường thôi. Chúng ta bảo mang tít vào xong thôi. Xin chào anh Phạm Hưng nhé. Xin chào mọi người. Đấy, em kiểm tra nó sâu xuống thì nó đã xong. Ok, Thái Mắc về đây chơi với anh free luôn nhá. Được chưa? Em đổi vị trí cho anh, em sang bên đây bàn, bên đây có máy tính mà có máy kho, máy hàn luôn. Đó, ngồi đi. Mình mới vào làm thì mình cứ làm cẩn thận. Mạch càng đẹp bao nhiêu thì tốt bao nhiêu. Bây giờ cẩn thận 10 nhưng sau này về nhà chỉ cẩn thận được 6. Xin chào anh Lê Gia Đức ạ. Tất cả mấy con này đều bị bệnh mất lửa. Không có lửa ra bobin nhé, không điện ra bobin. Nên bobin không có lửa để đốt nhiên liệu. Bây giờ em mới làm thì không phải nhanh. Kiểm tra xong xuống hết tất cả hết cái phần keo cứng ở phần nhựa cứng xuống phần keo mềm thì nó khò cho nó bung ra. Được chưa? Bật bếp khò lên, được chưa? Một góc nữa. Xin chào Lê Văn Thiên. Đó, xin chào anh Ngọc Sơn à. Xin chào sửa xe Hoàng Nam. Bật lên lên.
Chìa khóa em đâu để móc chìa khóa ấy? Không biết đây. À, xin chào Thiên nhá, ở đây đang mưa to mà. Nên ra Đức à, chia sẻ hết luôn, quan trọng em có về đây được không thôi nhé. Anh Lê Gia Đức, anh hỏi có chia sẻ hết cái đàm không? Có chia sẻ hết, quan trọng nhất anh em có về được không thôi. Em khó sát một tí nữa. Đó, rồi. Nhìn đừng để cho cái vấn đề nhựa nó đổi màu nhé. Đưa mũi dao ấn xuống để gọi nhẹ lên đấy, xung quanh đều làm sao giữ miếng đất đấy đó. Đó, được chưa? Em đưa xuống miếng đất này đó. Anh em lưu ý là khi lấy ra còn nguyên cả miếng đồng moi này đó, thì sau này chúng ta đưa vào hàn mạch lại thì nó dễ đẹp hơn. Chúng ta làm mất rồi ấy, thì chúng ta lại phải vuốt góc nó mất thời gian ra. Không có gì anh Lê Gia Đức à, có duyên sẽ gặp mà. Chết rồi, Lê Văn Thiên quên mất mặt bạn rồi. Quyết quay lại chào cho anh Thiên nhận mặt thế nào. Thiên Thiên này. Thiên lại quên thằng em này, chết rõ. Cuộc sống mà. Một bên là Quyết, một bên là Thiên. Ở phần này đào khéo nhé. Chỉ vừa vừa tay thôi. Còn nó đều chúng mà đục quá tay đấy thì dẫn đến là nó sẽ hỏng cái bên bên trong ấy, và linh kiện bên trong ấy. Xin chào mô tô Phúc Phúc nhá. À, phần này thì chúng ta chỉ cần khéo tay thôi và lựa tay thôi, đừng mạnh tay là được, vì keo bên trong keo mềm. Em cứ lựa lựa nhẹ tay vào sao đào đến bên thôi, đừng cày sâu quá, vì chúng ta lưu ý là ở con chan này thì nó có con chan đánh lửa, nó là dòng chan NPN, thì NPN này thì nó là cấp điện áp dương xuống mát. Thì chúng ta lưu ý ở cực B đó, B có một con trở bảo vệ và cái mạch rất nhỏ,
em cày mà sâu quá thì đứt cái mạch đó, thì em thay linh kiện bằng không. Thế này, một tí nữa em cày cái góc vào đi, đó, cày góc vào chứ. À, xin chào anh Đông Bắc Motor nhé. Hoài Thanh thì vẫn địa chỉ cũ ở số nhà 15 đường Vạn Đức, thị trấn phường Phú Thứ, ở Kinh Môn, Hải Dương thôi. Chưa, cái chân bên đây này, chân mạch đây này, em phải gào đất để xuống một tí nữa để cho nó còn rõ. Rõ chân mạch ra. Ừ, rõ mạch ra xong rồi mới kho được. Sửa một con SM này, anh em theo dõi video lâu, lúc đầu vào thì một số người còn chờ được, và sau một số người không chờ được, anh em ao hết rồi. Mọi người thực sự thông cảm, để sửa một con SM này thời gian nó đòi hỏi chúng ta phải khéo tay, phải kiên trì đó. Có mỗi Hoàng Long là xem đâu. Được rồi, bây giờ nhá, em sẽ tì một cái vợ vào đây, đúng chưa, có điểm tì này đó. Em khò ở trên cái nưng này đó, khò bao giờ em nhìn cái thiếc bắt đầu chảy ra thì em khò xung quanh sang hai cái chân rưỡi nữa nhá, ở hai chân rưỡi này, khi nó mềm rồi thì chúng ta gọi là cảm thấy được, chúng ta mới hơi nghiêng lại ra cái, hoặc là cầm một cái bíp nó gắp ra lên nhá, khò đi. À, xin chào anh Lê Gia Đức ạ. Vào Thanh Hóa thì hiện tại bây giờ thì các anh trong đó phải tổ chức được lớp đủ người em vào được, chứ còn đâu là một số người không thì nó thực sự là nó không đủ chi phí cho em đi vào. Thì một cái lớp học mà em chỉ cầm một máy tính đi thôi á thì kết quả nó không sao cả, không ra sao luôn, nên là em phải di chuyển một chuyến xe tải khoảng 3,5 tấn để chở 6 chiếc xe vào, 6 chiếc xe vào để làm giáo cụ thực hành, với lại để anh em thực hành và một số giáo cụ của em nữa, nên là một lớp học ở trong Thanh Hóa thì cũng khá là kỳ công, nên cái số lượng mà đủ em mới vào. Con chào thầy Đào Luân ạ, thầy khỏe không thầy ơi? Đấy, thầy giáo dạy anh ngay ban đầu á, thầy Đào Luân ở trên đấy này, ở Cẩm Giàng ấy. Người thầy mà đầu tiên mà bắt tay cầm từ cái cờ lê, cái tu vít một đó. Lúc thầy dạy anh là thầy nghỉ hưu rồi, thầy đi dạy ở các trung tâm dạy nghề, thì mình đi học, thầy là người dạy anh đầu tiên đấy. Xin chào Tân Tân nhá. Anh Hòa ơi, hôm nay có mưa không? Ở trên em mưa to lắm. Đâu đâu, khó vào đâu. Ừ. Khó đi. Em chào anh Nguyễn Thiên Minh ạ. Đó, anh Nguyễn Thiên Minh này cũng là một trong những người mà dẫn dắt anh vào con đường xe máy là thành công bây giờ đó. Lúc vào Honda để làm á thì anh là người đầu tiên hỗ trợ và cũng giúp đỡ anh, nhất là tạo cho cơ hội ông chủ nhận anh. Lúc đó anh vào trong đó anh được có 42 cân, bé nhất luôn,
thực ra gọi là đi lao động là bé nhất của đất. Nhưng mà anh Minh anh chỉ bảo với ông chủ một câu là anh làm được để ông chủ nhận đó. Và sau đó anh được làm ở trong Honda ấy. Thì anh Minh anh cũng hỗ trợ anh rất nhiều. Vì nhà anh nó không lên chưa ở giữa này khó này. Ừ, xin chào Nguyễn Đu Nương nhé. Thì Nguyễn Tiến Minh là anh rất giỏi ở trong Tiên Tiến, nhưng mà cũng là một trong những anh em gọi là giúp anh rất nhiều ấy. Xin chào mọi người nhé. Tiếp video lúc vừa ấy, là đang khò thì có khách vào thì mình phải tắt máy đi. Đang có khách một chút. Thì chúng ta lưu ý là khi khò xong ấy thì nhấc linh kiện ra như này. Đó. Thì chính là con linh kiện đây. Rất bé. Con này là con 4081B. Thì các anh em lưu ý họ em đấy là khi tháo ra thay con này cũng được. Nhưng để mà nói con này công suất nó bé thì chúng ta mất công làm ấy, thay nó to một tí. Mình tháo cái này cho anh. Đó. Chúng ta thay đổi con đó bằng con MN68S này thì có công suất và dòng lớn hơn này đó, thì con ECM ra khỏe hơn. Thì lúc này chúng ta lưu ý là hai con này ấy, thì với cái điện áp đầu vào ấy, cực B thì như nhau nhưng giữa C và E thì khác nhau hoàn toàn nhé, và con này khỏe mạnh hơn đấy. Thì chúng ta lưu ý họ em ấy, chúng ta sẽ câu chân sửa chế đây như này, câu chân lên thì lúc đó chúng ta sẽ có một con nó hoạt động tốt hơn. Vì những con MN68S này là con này thường thường ở trong con SH này hoặc Sunnit đời đầu rồi, chúng ta hay sử dụng cái này. Nhưng mà ECM đắt tiền thì thường thường là sử dụng con MN68S, còn con thông thường ấy phía sau thì dùng con 408ZB. Hai con này vẫn đánh nửa đều với nhau cả, nhưng mà con này cũng nhiều tốt hơn nhé anh em, nơi yếu của em ấy. Và bây giờ sẽ em sẽ vệ sinh sạch sẽ chân bên đi, và vệ sinh sạch sẽ chân một thiếc vào cho linh kiện đi, một tí chúng ta sẽ câu vào. Em đưa cái bàn xuống và bật công tắc bên cạnh đi.